Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha em ơi. Và ở video này thì hôm qua thì thằng em mình nó có bảo là mua mặt giỏ đan á. Trên livestream Khải cũng ra mua mặt giỏ đan này nọ 9x này nọ max kill anh em. Nhưng mà mua mặt giỏ đan không có ra. Tại vì tầm này giỏ đan tìm không có được ai bán anh em, không ai bán. Mà có người bán thì bán giá cao quá. Cứ một mặt đồ cũng tầm chung chung thôi mà. Cứ 2 triệu, 2 triệu rưỡi á. Đâm ra thì cũng 9x, 2 triệu, 2 triệu rưỡi mà nhìn lại thì thấy nó thốn quá. Nên là thằng em nó xúc ạc này anh em. Đây. Ăn này là cấp 93, 90% rồi. Chuẩn bị là 94 rồi. Đó, là một ạc này có 1 triệu thôi. Đồ này cho anh em xem đồ này. Đó, đồ thì nó đi theo cái hướng vũ khí lôi. Nón lôi. Đó, đồ thì nhìn vào thì cũng sơ sơ thôi, nó không có được VIP. Đó. Gọi là được đủ xài anh em. Đó, đi theo cái này là chốn được 40 này, kháng hỏa thì kháng hỏa được 22 thôi. Đó, hai món kháng lôi này. Rồi kim thổ kim đó, nó kích kháng hỏa khá là nhiều. Cái dây này là cái dây làm chậm 20 đống rương mà nó lỡ tay nó kích ra mất tiêu rồi, nên là giờ lỡ tay kích ra rồi nên là sắm set đồ khác anh em. Chung là lỡ rồi sắm luôn set đồ khác, tại vì nếu set đồ này thì hiệu ứng của nó chỉ có 40 chón thôi anh em. Đó, hai món này 40 chón này với cái dây 20 làm chậm thôi thì set đồ cả set đồ này á thì công nhận là kháng hỏa là ok đấy, kháng hỏa là cũng được. Kháng hỏa cũng được, kháng lôi cũng được á, nhưng mà hiệu ứng thì chỉ có 40 chón và 20 chậm từ đôi giày thôi. Thì thằng em nó bảo Khải là sắm giùm nó, build giùm nó ít đồ được đường tới rồi nó đánh. Thì ok, đây Khải sẽ cho anh em xem set đồ. Đây, hôm qua thì Khải cũng build đây. Build gần 1 ngày mới xong set đồ này mày. Đây, đầu tiên thì nếu mà đánh thiên nhẫn thì Khải sẽ ưu tiên về cái hiệu ứng làm chậm 80 trước nè. Đầu tiên thì hiệu ứng làm chậm 80. Thì đầu tiên Khải sắm cái bao tay này làm chậm 30. Sinh lực lực bao tay này Khải mua là với giá là 1 kim. Đó, dòng 2 nên là cho nó rẻ nè. Dòng 2 Khải kích được là Khải mua với giá 1 kim thôi. Nếu mà dòng 1 thì giá hơi cao. Đó, 1 kim. Rồi đỡ cái kích bao tay này thì Khải cần cái nhẫn khăn lôi này, khăn lôi 15 nội lực. Đó. Cái nhẫn này thì Khải đỡ hôm trước Khải có mua nhưng mà Khải đỡ lại cho em nó 500 xu thôi. Đó, hai món này là 500 xu này. 5 xu là 1 kim rưỡi này. Rồi đôi giày này thì lúc nãy Khải trên livestream Khải có đi soi đồ cho anh em xem Khải mua 250 vạn. 250 vạn thì tương đối ở server này thì nó tầm khoảng tầm 850 xu anh em, 850 xu. Đó. Thì 850 xu tương đối ví dụ gần 1 kim thôi, mình cho 850 xu nha. Đây cầm chốt đồ luôn này, đợi cái gì đợi giờ nói chuyện với em nó này. Đây, 1 kim 5 này. Cộng với 850 xu của đôi giày là 240 vạn, 250 vạn này. Đó. Đó, hai món này là cứ được vào tay nha anh em, là lấy cho mình được làm chậm 30. Tiếp tục này thì Khải lấy cho mình làm chậm từ cái nhẫn này. Nhẫn này thì Khải mua 200 xu thôi, không có nhiều. Đó, 200 xu với đai lưng này thì Khải mua 800 xu. 800 xu thì sinh lực động lực cao nè, làm chậm 30 dòng 1. Hiện tại thì nó chỉ cần dòng 1 thôi là ok. 800 xu cái đai lưng này. Đó, thường thường anh em không biết chứ đai lưng dòng 1 nó cao giá lắm nè. Đó, đai lưng nhiều khi hơn bao tay luôn ấy. Mà đai lưng này Khải mua được 800 xu thôi. Đai lưng này giống như đai lưng trước của Khải luôn á. Khải mua 800 xu Khải xài, không xài Khải đỡ lại cho em nó. Rồi, đây là ngọc bội này thì em nó tự mua em. Em nó tự mua với giá 200 xu. Thì ok, thì Khải cũng trả là 2 tiền 200 xu rồi, đợi giờ tính tiền cho em đó. Đó, 200 xu. Rồi, đó, cái ngọc bội này được kích cái đai lưng với cái nhẫn này nha anh em. Là được, đầu tiên là được hiệu ứng 85 chậm rồi ấy. 85 chậm và 15 khăn lôi và 17 khăn lôi, được 32 khăn lôi. Đó, anh em thấy chưa, 32 khăn lôi. Và tiếp đến thì đến cây vũ khí. Vũ khí thì Khải mua cho cây vũ khí này cho cũng trên livestream luôn. Kháng hỏa 13 và chón 20 thì được cái kích nó cấp 10, nhìn khá là đẹp. Thì nhìn vào thì thiên nhẫn Khải nghĩ khá là ưng rồi. Cái kích này nó rao bán với giá 3 kim, Khải trả 1 kim. Đó, Khải mua được 1 kim thôi. Rồi cái này Khải mua 1 kim. Rồi cái nón này thì hồi chiều cũng có người rao bán thì Khải định trả giá giùm 2 kim 5 thôi. Mà em nó cần quá, với lại anh em trên bang kêu ra cái nón này cũng khá là ngon nên là thằng kia nó bán 3 kim. Đó, thằng kia nó bán 3 kim nên là cũng mua luôn. Thằng em nó mua nha, thằng em nó đồng ý mua nha. Chứ Khải thì Khải mua chỉ khoảng tầm 2 kim rưỡi 2 kim thôi. Thì thằng em kêu cần quá, để nó lấy cái nội lực 172 nè. Đó. Đó, cái nón này với vũ khí thì sẽ được hiệu ứng 40. Hiệu ứng 40 chón nè. Đó, 85 chậm 40 chón là đủ đánh thông kim rồi nè em ơi. Đó, cái nón nhìn đẹp không. Nội công nội lực 172, sinh lực 54 mà kháng hỏa chón 30. Định mua cái nón chón 40 mà nón chón thì nó lại kháng hỏa rất là thấp. Chón 40 thì không có sinh lực động lực mà kháng hỏa chỉ 10, 11 này nọ thôi nè. Mà nó bán 57 kim thôi thì nó khá là đắt. Nên là mua nón này xài tạm sau này tính sâu nè. Đó, cái nón này thì với giá 3 kim thì Khải cũng trả tiền lại cho em nó, cảm tiền lại luôn 3 kim. Đó, tiếp tục.
cái áo này thì hồi nãy mua một kim một kim khá là rẻ thôi, chủ yếu là hiệu ứng thôi, sức lực 20 cũng được rồi, cộng lại một kim tiếp tục đó. Rồi xong, tổng set đồ của em nó là 8.550 xu đó. Nếu mà set đồ này 8.550 xu thì nó gần, nó tầm 8.500 thôi. Còn gia truyền này thì mua gia tẩu thôi nè mày, đang tìm gia truyền khác, đang tìm gia truyền khác nè, đang tìm gia truyền khác đó, đang tìm gia truyền khác, nên là gia truyền này đều kích thôi. Đỡ tí nữa đi soi đồ thì có gia truyền nào sẽ lực ngon ngon hay là khác kháng tất cả, đẹp đẹp tí thì xúc luôn nè đó. Nói chung là cả set đồ này thì chốt giá thì nó khoảng tầm 8.500 thôi em ơi, 8.500 đó, cộng lại khoảng 8.500 thì nó không tới rồi, 8.500 thì khai bao nhiêu tiền, 8.500 nhân cho 69 khai giá khai bán luôn thì nó tầm 585k Việt Nam đồng em ơi. Đó, một set đồ chỉ trong vòng 585k là gần 600.000 thôi đó, giao dịch qua cho anh em luôn, 600.000 thôi em đó. Set đồ này dao động mới có 8.500 thôi là đủ đánh tông kim rồi đó. Rồi chuyển qua rồi Khải chuyển thay đổi cái màn ảnh rồi cho anh em xem cho lên đảo luôn. Vừa rồi thì Khải có mua một ít tinh hồng bảo thạch với giá 450 xu để lên đảo cho em đó. Đó, hiệu ứng làm chậm 80 và chón được 40 là đẹp rồi anh em ơi. Tầm này là ít hôm này nếu mà được thì Khải mượn ạc này Khải đánh tống kim cũng được anh em. Rồi ok, rồi xong. Bây giờ thì ạc này xong đúng không, Khải sẽ chuyển về ạc kia, Khải lên đảo và đổi tên giùm em nó một chút. Đây, hãy chuyển về thiên nhẫn cho anh em xem. Em nó nói đổi tên khác anh em. Tính ra 585k Việt Nam đồng thôi đủ chơi luôn anh em. Không có vũ khí khác đâu anh em ơi. Server này anh em không biết chứ cây vũ khí chón 40 dòng 1 thôi. Không có dòng gì nữa đã 2 triệu Việt Nam đồng rồi anh em. 2 triệu Việt Nam đồng rồi anh em. Còn nếu mà lên vũ khí họ mà thì vũ khí họ cái nào cũng vậy thôi. Giờ anh em cứ nghĩ đi, cây vũ khí làm chậm 40 mà chung Vegeta mua với giá 20 kim. Cây một chỉ một dòng làm chậm nha. Cho anh em nghĩ, cho anh em không biết server này như thế nào, nhưng server này server mới nha. Với một cây vũ khí làm chậm 40 dòng 1 chung Vegeta mua với giá 20 kim là cây vũ khí đấy nó hơn 1 triệu Việt Nam đồng. Đó anh em thấy chưa? Nó rất là mắc tiền, thấy chưa? Vẫn là chắc chắn sẽ được đạt hiệu ứng làm chậm 80 nhưng mà nó rất là đắt tiền. Anh em hiểu vấn đề chưa? Rồi tiếp tục đến cây vũ khí chón dòng 1 đi. 40 chón dòng 1 đi, hoặc dòng 2 cũng được. Anh em thấy hôm trước Khải trung gian một cây vũ khí không? Chón 40 đó, 2 triệu Việt Nam đồng anh em cứ nghĩ đi, 30 kim để một có sở hữu một cây vũ khí. Nó rất là mắc. Đó anh em cứ nghĩ như vậy thì có nên sắm hay không? Có nên sắm hay không? Rất là ít tiền. Nên là chơi theo kiểu này thì mình vừa chơi cho vui này. Đó, chơi vui vẻ là chính này, không cần phải yêu cầu về cái đồ đạc này nọ chi nó nhiều. Sau này ít nhất ví dụ Khải nghĩ khoảng 1-2 tháng sau thì những cái cây vũ khí làm chậm 40 này, rồi vũ khí chón 40 này nọ nó sẽ rất là rẻ, lúc đó mình build sâu một lần nữa mình lên đảo lần sau đó vậy thôi. Chứ giờ anh em đừng có nôn mà sắm đồ mắt, server không có đồ mắt đó anh em xài đâu. Server chỉ có 2 cây làm chậm 40 thôi anh em, mà 2 đại gia sở hữu hết rồi. Đó. Như anh Danh không biết có xem server mà đâu phải dỡ mua được những cây vũ khí làm chậm, những cây chón anh. Đâu có mà sở hữu được. Hello anh em nha. Đây là Khải lên đảo cho anh em xem. Đúng rồi. Tầm này thì nói chung mua nhưng mà nó tốn tiền lắm. Nên là build theo set này nghĩ sao, cái một cây vũ khí mà hơn 1 triệu Việt Nam đồng rồi, còn đây cả set. Cái này mình chỉ mấy chục nghìn thôi mà đủ đánh là được rồi anh em, đâu phải đại gia này nọ đâu mà sắm set đồ cho VIP làm gì. Tầm này đủ 80 làm chậm và đủ hiệu ứng và đủ kháng lôi và đủ chón, đủ kháng hỏa là đủ chơi rồi. Đây Khải lên đảo tay tải cho anh em xem. Bây giờ anh em có nghĩ một cây vũ khí mà 2 triệu Việt Nam đồng thì Khải thấy rất là tốn tiền, trả được gì mà chỉ là thể hiện cho những dân đại gia mà xài thôi. Như Khải đã, Khải cũng hôm trước có cây vũ khí chón đó, Khải đã mua làm gì, nó tốn tiền quá mua làm gì anh em. Mình chơi thì mình chơi cho vui thôi mà, cảm giác mình chơi vui là được, chứ giờ bảo sắm cây này cây nọ từ từ anh em. Khải nghĩ là từ từ thôi, không có nôn. Anh em càng nôn anh em càng chết tiền vậy thôi. Xem mà mới mà, anh em càng nôn, anh em nào càng nôn anh em đó càng chết tiền. Đó, nên anh em cứ chơi theo set đồ của Khải rẻ bèo. Vài trăm nghìn đủ chơi, đó, đủ chất. Đây. Đúng rồi, VIP mà không biết bậc cao cũng vậy thôi. Nên là đây thằng em nó mới biết chơi thôi, nên là đầu tư này nọ thì cũng bỏ vừa túi tiền anh em. Chứ giờ bỏ nhiều tiền quá nó phí. Phí ra. Tên nhân vật này vô thì không thể sử dụng. Được Khải đổi tên nhân vật. Tại vì nó thích tên nhân vật này anh em. Nó thích tên nhân vật này. Tôi kiếm và em. Dừng nha. Đúng rồi, tôi kiếm và em. Sao nó đẹp là nó là đẹp cái tên này, mình không hiểu. Đây, cầm súng gì đây?
Nói chung là ở cái set đồ này thì build thì không phải như server Hành Sơn. Server Hành Sơn thì có thể build được full hiệu ứng như năm. Những server cũ thì có thể build full hiệu ứng chón vũ khí chón gì? Vũ khí 540 bên đó thì bán có 2 kim thôi, 150.000 thôi, khá là rẻ. Còn nón thì vài trăm xu đó, thì bên đó thì chỉ cần hai món là vũ khí với nón là đủ build được rồi. Tầm này thì server mới mà, nên là Khải build theo kiểu này thì vừa được làm chậm 80 đặng móc và được chón 40 luôn em, khá là đẹp luôn. Đổi cái nón không, nón nào mà đổi, mua không bán. Mua không bán cho của thằng em. Đây, Khải mang đồ Khải đổi tên rồi đó. Đổi tên không cho ta. Đây nhân vật cái đó là đổi tên nhân vật. Chứ tầm này set đồ nó mắc quá mà phí lắm rồi nè. Một cây vũ khí còn 1-2 triệu. Ok, xài theo kiểu này. Tên nhân vật. Tôi kiếm vợ em. Thôi nha. Tôi kiếm vợ em, số 2 cái đây, ký từ đầu đây. Được không? Hello anh Đen Ngô nha. Ok anh, tí nữa tự em đổi tên nhân vật nè. Ok, có thể sử dụng. Rồi, đổi tên này giùm nó nha nè. Tôi kiếm vợ em. Đổi tên xong rồi mặc đồ vào thôi, mặc đồ xuống đảo thôi. Xếp đồ này thì mặc vào thì ưng luôn nè em ơi. Khải nghĩ quá đẹp trong thời điểm hiện tại luôn nha. Móc làm chậm 80, chón 40, quá đẹp. Không gì phải chơi, không gì phải bơi, phải chơi ở xếp đồ này với giá tầm 585k Việt Nam đồng, quá rẻ. Sắm cả trưa nay luôn á anh em có xem buổi trưa nay anh em biết mà. Đó, quá rẻ. Đó. Xong lát rồi. Đó. Trời ơi, kén quá đẹp. 30-30. Vô tống kim kén lát là đẹp luôn. Đây. Nội lực. Để sắm thêm cái gia truyền nữa đẹp đẹp luôn. Lực 600. Sài Gòn chuẩn bị cách ly nữa hả? Tôi kiếm vợ em. Nội công thằng ít mana cũng được, tại vì mất cái 600 mana hơi thấp nhờ. Rồi sau này có thể thay được cái nhẫn này, thêm cái nhẫn nội lực lên một chút nè. Nhẫn này cũng có thể thay này, ngọc bội này là ok rồi. Gia truyền tính ra nếu như thế này thì thay gia truyền vào cái gì cũng được. Ít mana ấy, anh này mắt kêu nha, anh này mắt kêu rồi. Rồi tính lượng máu 4k. Bốn cái hai lên 4k2 đi. Ok, 4k2 được ít vào nội công rồi. Ôi, nội công lên đam này, lên 5k3 này tăng lên mana thôi, không cần rồi em ơi. Mana có thể thay vào trang sức thì được, chứ tăng vào này phí điểm lắm, full sinh khí này. Với 600 mana thì tầm này đánh được 11 cục thiên ngoại không sao đâu. Tại vì mình sẽ sắm về cái gia truyền này, gia truyền cùi này. Rồi nhẫn này hơi cùi, không có sức lực nè. Ít nhất phải có nỗ lực. Đó. Sắm hai cái thay hai cái đó vào thì mana có thể lên 700-800 là ok rồi. Này full sinh khí rồi. Không cần thêm mana đâu nè mà. Không thêm mana đâu, tại vì cái trang sức này chưa có mana mà. Thay gia truyền này, ít nhất gia truyền này ví dụ tìm được gia truyền sức lực trên 100 đi thì được 100 mana rồi. Đó. Còn nếu mà tìm gia truyền kháng tất cả thì ít nhất gia truyền cũng kháng tất cả này nọ mà mana 50 cũng được. Đó, lượng mana 50 cũng được. Rồi cái nhẫn này chắc chắn sẽ thay rồi. Nhẫn này mua 200 xu hơi cùi. Mua được lát thì đạt hiệu ứng thôi. Ngọc bòi này 200 xu là đẹp rồi. Nhẫn này thì trước mắt cứ xài tạm, hiện tại server không có nhẫn nhiều, không có nhẫn khăn lôi nhiều. Ok, được rồi. Trời ơi, ngon ấy. Này mát kêu, này mua với giá 1 triệu Việt Nam đồng, cảm thấy quá rẻ. Quá rẻ cho một cuộc tình nè. Quá rẻ luôn.
93 gần 94 mà mới mà bán có một chiều à. Quá rẻ. Ui nó thả đầm to ghê nhỉ. Cái này thằng em nó tăng anh em ơi, Khải không quan tăng. Cái này đi theo đường này đúng mà, tăng này đúng rồi. Trời, cái này tầng 2 nó nổ thôi khỏi nói luôn nè. Set đô này ok rồi, set đô này có tới cái 600.000 thôi mà đạt hiệu ứng làm chậm 8, hiệu ứng làm chậm 80, chọn 40 đó anh em thấy không? Set đô này đủ đắn rồi, kháng họ ba mấy, kháng họ ba mấy. Rồi vào cắn lắc là đánh được thôi. Đây anh em. Vào tay này. Đó. Nhẫn này phải thay rồi, kiếm cái nhẫn nội lực cao hơn tí. Đai lưng thì ok rồi, không cần phải thay. Nói chung trên set đồ trên người này là không cần phải thay. Nón này, nón nội lực 172. Được. Tăng nội lực à, tăng cái này thì nó tăng tầng 1 anh em, tăng tầng 1, còn này là đang ép về hướng tầng 2. Tại vì bên này này nó đang hướng về ép tầng 2, hướng tầng 2 mà. Tầng 2 là kỹ năng nghiệp hỏa phàn thành. Đó, ra tầng 2 này tăng 20 điểm ma diệm tao sát lá tầng 2 này. Chứ lại cái này cũng vậy này. À cái này không có tầng 2, đây tầng 1. Mà thằng em nó lại đi tăng kiểu này. Ở cái này đợi tí nữa nó ra sâu. Ừ đúng rồi, cái này nó tăng lên cái chiêu lửa này làm gì? Tăng chiêu lửa này làm gì đây? Sao bằng chiêu 1 được? Chung là tí nữa coi thử kiếm 3 viên thủy tinh thử hỏi ai khác thử coi đúng không? Nếu mà tăng lên tầng 1 thì ok hơn. Bảo cho nó lên đảo nó tăng lại nè. Bảo cho nó lên đảo tăng lại. À thằng em nó tăng nhầm rồi nè. Em tăng nhầm rồi. Chứ cái này nó tăng vào cái thôi diện điềm hải. Cái chiêu lửa này thì chắc hình như là sai rồi. Đáng lý phải tăng lên cái chiêu này mà đúng nè. Thằng này mất kêu rồi, Ai bán thủy tinh không ta? Ôi trời đó. Rồi. Ok rồi đấy. Tí nữa lấy 3 viên thủy tinh cho nó tải lại nè. Lấy 3 viên thủy tinh cho nó tăng lại. Đúng rồi. Tăng bị lỗi rồi. Khải ra ai bán thủy tinh không? Ok thôi gì xuống đảo anh em ơi. Đó xuống đảo vô bàn. Tại tỷ cũng xong rồi. Giờ xuống đảo thôi. Xuống lát rồi. Xuống lát vậy ta. Đơ khó chịu vãi. Nó không được mượt. Rồi cho vô bàn nè. Đây. Anh em nào vô bàn thì inbox anh em ơi. Bàn chỉ còn mười mấy slot thôi anh em ơi. Tôi kiếm vào em. Ok. Rồi xong. Nó coi như là ạch này xong. Hết set đồ này hết 8 kim 5 thôi. Set đồ này hết 8 kim 5 thôi. Khải sẽ up video cho anh em xem. Anh em xem thì đừng quên ủng hộ một like, chia sẻ cái lần build đồ này cho ạch thiên nhẫn này giúp Khải nha. Đạt móc hiệu ứng 580. Đó. Rồi 40 chón nha anh em. Đó, còn này thì đánh tống phim ok rồi. Với giá khoảng 8 kim 5 thôi. Giá này khoảng 8 kim 5 thôi. Gia truyền này sẽ sắm thêm gia truyền kháng cả hoặc là gì đó thì bù thì nó sẽ tính tiếp. Ok, bye anh em nha. Và bây giờ thì Khải sẽ cho anh em xem gia truyền kháng cả 11 Khải vừa chăn ra.